Nếu như anh em xin một cái con hàng nào đấy nó mát, xin con hàng Zondo, xin NetVet, xin Beckham đồ này nó không ra đâu. Bây giờ anh em phải bảo là cho anh Phúc một con hàng nào đấy cùi cùi thôi. Đó, Garena ơi, cho em Phúc một con hàng nào đấy 120 được rồi, cùi cùi thôi, đừng cho con hàng ngon nhá. Chơi cho hàng cùi cùi nữa nhá, 120 thôi. Cho cờ ăn nhá, ăn Đức luôn, Đức CM luôn. Hôm nay anh em mình có một vòng sự kiện của em Minh Nhân. Đây, giờ anh Phúc sẽ mở cho em Minh Nhân nha. Thôi, từ từ mở BP, từ từ mở BP nha. Mình giấu BP đã, giấu BP đi đã. Beckham. Đó, David Beckham. Giấu vào trong đây đi, giấu vào trong đây. Mà con Beckham nó về thì bú đậm, thề. Em Beckham em ấy về thì bú đậm. Nào, chúng ta sẽ mở sự kiện thôi. Đầu tiên là những gói rác nha. Mấy gói rác này ảo lắm đấy. Mấy gói rác này mở ra ngon lắm đấy. Đâu rồi? Rồi, Brian Gill. Một con 116 đầu tiên. Đỡ đi. Rồi, ý CB, ý CM luôn. Peklo, Anze Peklo. Má, đến thế. 118 nè, I won GD này. Uầy, nhìn trông được đấy, nhìn trông ngon đấy. Bắt đầu ngon từ những gói rác ở đấy nha. Tiếp tục. Lửa. Ui, ST. Con mẹ mày, ST là bú đậm, thề. ST là bú đậm. KKZ. Thôi kệ. Đúng, bới rác tìm vàng. Đó, bới rác tìm vàng ở trong đây. Không biết là vàng gì, không biết là nó sẽ là vàng gì. Rồi. Tây Ban Nha mà CM ra con gì đây? Pazero. Toàn những cái hạng cùi không à. Tại vì gói này là những gói rác mà anh em ơi. Đây, mở những gói chín nha. Không mở rác nhiều nữa, mở những gói chín thôi. Bắt đầu từ gói 98. Ui, gì đây. Lửa. Ui rồi mẹ, cờ này là lên đường. Cái cờ này là lên Uber Rosa này. 116 cũng được chứ bộ. Không min. Cũng được nha. Tình hình ok là đấy, tình hình vẫn ok đấy. Rồi bây giờ là gói RHGRTNSPL nè nhá, gói này mà ra cộng 8 là bú đậm, thề với anh em luôn. Gói này ngon, chắc chắn gói này ngon thật. Gói HG này ngon, tin chuẩn nha, gói này ngon. Jesus Navas. Má, mình Jesus Navas 123 lận á. Jesus Navas 123 lận á. Gói này này, chắc gói này ra Jesus Navas này. Gói này là ra Jesus Navas cũng được. Cờ Tây Ban Nha. GW. Mình dơ bẩn với em Phúc đi. Ra con gì đấy dơ bẩn với Phúc đi. Tây Ban Nha CM. Xavi Hernandez. Mẹ mày, Moncazola luôn mà. Moncazola luôn, cay chưa? Không, nhưng mà gói này ngon này, gói này ngon. Đó, Moncazola luôn mà, gói này ngon này thật. Gói này ngon anh em nha. Rồi, đội trưởng Mỹ là lên đường. Cứ Captain America là lên đường. Cay thế. Sao này giờ mở toàn min không vậy ta? Gói HG này bú đấy. Ê, gói HG này là bú đẩm đấy anh em ạ, thề với anh em luôn. Ít nhất ra 119. Ít nhất cũng phải có một con 119 nằm trong đây. Đó, rồi cờ này là cờ Tây Ban Nha này, Tây Ban Nha LW rồi, đỡ đi. Ra con gì đây? 117 Requeme. Mày. Cái gói này nha, cái gói này ngon đấy. Cái gói này mới ngon này, nhầm. Cái gói này là gói mốc, hình như là mốc 500 600 thì cái này ngon cực, thề với anh em luôn. Đó, lửa. Rồi Đức ST, đỡ đi. Đó, 110 18 là ít. Nói gì đây? Nói cái gì đấy dơ bẩn với em Phúc đi. Timo Werner 118. 300 tỏi, được chưa? Rồi, tiếp. Đang ngon nha. Bây giờ nhá, cái gói này mình nói là gì? Mình nói ra cộng 8. mình nói ra không, mình kêu là ăn ơi cho em xin cộng 9 là nó sẽ ra cộng 8. Bây giờ mình nói là ra cộng 8 thì chắc chắn nó ra cộng 9. Đó là một cái cheat khi chúng ta mở thẻ. Cho em Phúc còn cộng 8 đi. Nói dơ bẩn vào. Cho em Phúc còn cộng 8 đi. Em Phúc không lấy cộng 9 đâu. Dơ bẩn vào. Một cái cheat. Hiệp chợ bưởi đã donate cho Phúc Zola 10. Cảm ơn Hiệp chợ bưởi nhá. Sáng nay mở mốc 100 ra con Ericsson SC8 bú đầm. Mình dùng hết nhân phẩm, nói thật nhá. Còn 6 ngày nữa Hiệp chợ bưởi, mẹ mày ở trong nhà đi nha. Đừng bao giờ ra đường nữa. Con mẹ mày dùng hết nhân phẩm năm nay, dùng hết nhân phẩm tháng này rồi đấy nha. Bọn mày ở trong nhà có khi còn phải đổi mũ bảo hiểm đấy Hiệp chợ bưởi ơi. Đó, chúng ta có một cái cheat là gì? Cứ xin cộng 8. Cứ xin cộng 8 đi là nó sẽ ra cộng 9, được chưa? Đấy. Rồi tiếp rồi. Cái gói UT này. Cái gói UT này ngon cực. Gói UT này rất là ngon nha. Anh em đợi tí, đợi Phúc lọc liếc đồ này cho nó kỹ càng chứ, đúng không? Lọc đồ này nó cho kỹ càng chứ không bị sót được uống lắm. Lọc xong mình chợt nhận ra là cái gói này éo cần lọc thề. Gói này éo cần lọc anh em ạ. Lọc có hiền cùi hơn không lọc nữa. Rồi. Một cái cheat. Khi mà anh em bỏ thủ môn lên trên là không bao giờ ra thủ môn. Nói cái gì đấy, dơ bẩn với em Phúc đi. Ý, CAM 3 giờ, đỡ đi. 120, bú chưa. Ôi, con hàng này xin phép được dành tặng cho tất cả những người anh em đang có mặt ở đây 1.000 tỷ. Cái cheat của chúng ta là gì? Không, chưa đâu, thế chưa hay đâu. Hiệp chợ bưởi đã donate cho Phúc Zola 20. Cảm ơn Hiệp chợ bưởi nhá. Chia cho em Phúc tí lộc một gói mốc ra một AC Milan 20k. Nhận mới ra hàng AC Milan đó là 3 giờ đấy. Ra AC Milan Bắc giờ đấy em Hiệp chợ bưởi ơi. Đây giờ em Phúc mở tiếp. Đó, mong là gói này xảy ra con hàng AC Milan. Lọc liếc cho nó kỹ vàng càng vào. Đoán nhá. Em Phúc đoán nhá. Cờ ăn CDM Delanrai. Ăn CDM Delanrai. Đó, nói luôn cho anh em biết. Rồi, cờ ăn Tây Ban Nha rồi, xong Tây Ban Nha lên đường rồi. Tây Ban Nha lên đường thật. Lên đường. Đi Thomas, một cầu thủ từng ăn tập ở đội trẻ AC Milan. Đây rồi, 120 là bú, 120 là ok. Không min, hên quá. LLFA, FPL với lại LN. Gói này nhá. Gói này bây giờ nhá, anh em bảo là cho tôi một con 120, một con 121 thì nó sẽ ra con 118. Bây giờ anh em xin, anh em chủ động luôn. Anh em bảo là cho tôi con hàng min đi là nó sẽ ra hàng ngon, thề với anh em luôn đấy. Cho em Phúc một con hàng min đi. Đó, 118 thôi. Min Nguyễn Minh Hằng. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ có bùng nổ. Đấy. Bắt chít chít 119. Mồi cho gói tiếp, mồi cho gói tiếp theo, mồi thật. Mồi mà đang mồi mà. Đây này. Nói luôn nhá. Đừng bao giờ cho tôi ai cần đầu mình. Đừng cho ai cần đầu mình nha. Đừng, hãy cho con hàng cùi thôi, đừng cho ai cần đầu mình. Luka Modrić thì má mày. Gói này ngon này anh em, gói này ngon thật. Gói này ngon thề với em ấy. Gói này chắc chắn ngon nha. Chắc chắn ngon. Thật, chắc chắn ngon. 1.600 tỷ. Bú chưa, bú chưa, bú chưa. Tận 1.600 tỷ. Tận 1.600 tỷ thì đỡ. Tận 1.600 tỷ thì đỡ. Rồi, bú đúng không? Bú đúng không? 120, 1.600 là ngon đấy. Rồi, rồi, được chưa, được chưa? Còn cái mốc cuối. Còn mốc cuối. Một cái cheat khi chúng ta mở thẻ đó là gì? Nếu như anh em xin một cái con hàng nào đấy nó mát, xin con hàng Zondo, xin NetVet, xin Beckham đồ này nó không ra đâu. Bây giờ anh em phải bảo là cho em Phúc một con hàng nào đấy cùi cùi thôi. Đó, Garena ơi, cho em Phúc một con hàng nào đấy 120 được rồi. Cùi cùi thôi, đừng cho con hàng ngon nhá. Chơi. Cho hàng cùi cùi nữa nhá, 120 thôi. Cho cờ ăn nhá. Ăn Đức luôn, Đức CM luôn. Đó là Michael Balas. Ôi rồi ơi, bú đậm chưa? Nào nào, nói gì đấy? Nói cái gì đấy dơ bẩn với em Phúc đi. Sao? Anh em nói cái gì đấy dơ bẩn với em Phúc đi. Xong chưa, xong chưa, xong chưa, xong chưa, xong rồi đấy, xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Đó. Được rồi, được rồi, được rồi. Nói chung là con này cũng khá là ngon. Hên quá, gói cuối nó cứu chứ không là chết mẹ em Phúc luôn rồi. Hôm nay mình nhờ mở được bao nhiêu tỷ đấy nhờ? Mở được bao nhiêu tiền đấy nhờ? Bao nhiêu tiền đấy ta? Tiền tổng đồ này nọ, tổng kết lại cẩn thận đó là em Phúc mở khoảng 12.000 tỷ cho một vòng sự kiện Powershot. 12.000 tỷ cho một vòng sự kiện Powershot. Nếu tính thêm BP nó chắc cũng phải được hơn 20. Tính mở BP luôn, chưa mở BP nữa. Chưa mở BP nữa. Mở hết BP đi. Đỡ đi. Biệt đội gặt cỏ cho anh 7 khỏi vấp đã donate cho Phúc Zola 10.000. Em cũng an tâm nhá. Quốc gì bát xa của anh có an 3TC cộng 9. Ok, thế thì chúng ta lên giường và đi ngủ thôi, an tâm ơi, chúng ta lên giường thôi. Đó, chúng ta lên giường nhắm mắt lại và ngủ rất thật là ngon thôi. Ăn ba đúng không? Để em hỏi chú Ác thứ xem bạn ấy có bán không. Đó, có gì em nhắn với an tâm sau nhá, an tâm ơi. Có gì đâu mà, mấy cái này có gì đâu mà. Bạn chủ ác chắc bạn ấy cũng không tiếc với em Phúc đâu. Đấy, 9.000 tỷ. Ui, 9.000 tỷ BB trắng. Xong rồi tiền cầu thủ mình mở ra là khoảng tầm đó là bao nhiêu đây? Khoảng tầm bao nhiêu đây? Khoảng tầm đó là 10.000 tỷ. Đó, 10.000 thôi. Như vậy là một vòng sự kiện Powershot mà chưa mở rác là em Phúc mở ra được khoảng tầm là gần 30.000 tỷ. Gần 30.000 tỷ cho một lần sự kiện. Được chưa, được chưa? Gần 30.000 tỷ cho một vòng sự kiện Powershot, đẳng cấp một chiều mưa. Ok, và cảm ơn Minh Nhân rất là nhiều vì đã gửi cho anh content này nhá. Cảm ơn em rất là nhiều. Nếu như anh em cần mở sự kiện thì anh em có thể gửi qua fanpage Phúc Zola Gaming nhá. Nếu như anh em muốn có một cái sự kiện mát màng nó giống như vậy. Ok, cảm ơn em rất là nhiều.